Chào các em học sinh của trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về chủ đề mối ghép cố định ở bài 25 và bài 26. Nội dung này bao gồm có các nội dung sau. Đầu tiên tìm hiểu về mối ghép cố định và chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm. Tiếp theo là mối ghép không tháo được. Ở mối ghép không tháo được thì tìm hiểu mối ghép bằng đinh tán. Tiếp tục là mối ghép tháo được, gồm có ghép bằng ren. Cô mời các em quan sát hình A mối ghép bằng hàng. Cấu tạo gồm có hai chi tiết ghép và mối hàng. Hình B mối ghép bằng bu lông thì cũng có hai chi tiết ghép bu lông đa ốc phòng đệm. Quan sát hai mối ghép này cho biết hai mối ghép trên có điểm gì giống nhau và khác nhau. Giống nhau là đều là mối ghép cố định, là hai chi tiết không có chuyển động tương đối được với nhau. Rồi khác nhau đó chính là mối ghép bằng hàng là mối ghép không tháo được. Rồi chúng ta không thể tháo rời nguyên vẹn hai chi tiết 1 và 2 ở mối ghép bằng hàng. Muốn tháo được thì buộc lòng chúng ta phải dùng cưa, đục hoặc là dùng khoan hoặc là dùng mỏ hàng để phá hủy chi tiết thì mới tháo rời được chi tiết. Vậy đối với mối ghép bằng hàng, muốn tháo rời chi tiết thì phải phá hủy chi tiết. Còn đối với mối ghép bằng ren, chúng ta có thể tháo đai ốc, rồi lấy phòng đệm, lấy hai chi tiết ghép và lấy được bu lông. Vậy mối ghép bằng ren có thể tháo rời nguyên vẹn từng chi tiết. Rồi đó là điểm khác nhau của hai loại mối ghép này. Vậy thì mối ghép cố định bao gồm có hai loại mối ghép, đó là mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được. Tìm hiểu về mối ghép không tháo được. Hãy kể tên một số loại mối ghép không tháo được mà em biết. Có mối ghép bằng đinh tán với mối ghép bằng hàng. Ở trong chủ đề này chúng ta sẽ tìm hiểu về mối ghép bằng đinh tán. Cấu tạo mối ghép bao gồm có các chi tiết. Có hai chi tiết ghép và đinh tán. Cái cấu tạo mối ghép gồm có hai chi tiết ghép và đinh tán. Các em quan sát nè, đối với mối ghép bằng đinh tán thì chi tiết được ghép có đặc điểm gì? Chi tiết được ghép thường có dạng tấm. Còn đối với chi tiết đinh tán thì thân là hình trụ, đầu thì có mũ, mũ thì hình chõm cầu hoặc là hình nón cụt. Vậy các em nhìn ở cái đinh tán ở hình B coi. Đinh tán nằm bên dưới thì cái đầu mũ nó hình gì? Hình chõm cầu. Tiếp tục cái đinh tán phía trên nè, thì đầu hình dạng là hình nón cụt. Đinh tán thì được làm bằng vật liệu là kim loại dẻo như là nhôm hoặc là thép carbon chất lượng thấp. Vậy thì mối ghép bằng đinh tán được hình thành như thế nào? Đầu tiên là hai chi tiết ghép, chi tiết 1 và chi tiết 2 cần có lỗ. Lấy thân của đinh tán luồn qua lỗ của chi tiết 1 và 2. Để tạo thành đầu mũ thứ hai thì người ta sẽ dùng búa tác dụng lực vào để tạo nên đầu mũ thứ hai cố định hai chi tiết ghép. Đặc điểm và ứng dụng của mối ghép bằng đinh tán. Mối ghép bằng đinh tán thường được dùng khi vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn. Nếu mà hàn được thì người ta sẽ ưu tiên cho phương pháp hàn ha, bởi vì ghép bằng đinh tán thì tốn công hơn. Tiếp tục, mối ghép chịu được nhiệt độ cao thì đây là ưu điểm của mối ghép bằng đinh tán. Mối ghép chịu được lực lớn và chấn động mạnh thì cũng là ưu điểm. Ứng dụng của mối ghép bằng đinh tán thì các em thấy nó được
Trong gia đình mình nó có những vật dụng nào mà có sử dụng mới ghép bằng đinh tán? Sau hình ảnh ứng dụng mới ghép bằng đinh tán thì có ở cầu, kết cấu cầu ha. Một số dụng cụ gia đình chúng ta có ứng dụng mới ghép bằng đinh tán ở nhà bếp đó các em. Trên con dao nè, hoặc là trên nắp nồi nè, quay nồi nè, hoặc là nắp ấm nè, đây là dụng cụ, công cụ lau, dụng cụ cơ khí ha, cũng có ứng dụng mới ghép bằng đinh tán. Tiếp theo tìm hiểu về mối ghép tháo được, mối ghép bằng ren. Có ba loại mối ghép, đó là mối ghép bằng bu lông, mối ghép bằng vít cấy và mối ghép bằng đinh vít. Tìm hiểu về cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của các loại mối ghép này. Cấu tạo mối ghép bu lông gồm có các chi tiết. Mối ghép bu lông thì dĩ nhiên là phải có bu lông. Ăn khớp với bu lông là đai ốc, vòng đệm và hai chi tiết ghép. Mối ghép vít cấy thì gồm có vít cấy, đai ốc, vòng đệm và hai chi tiết ghép. Lưu ý đối với hai chi tiết ghép ở mối ghép bằng vít cấy thì chi tiết bên dưới là chi tiết số 4 bắt buộc phải có ren để ăn khớp với vít cấy cố định mối ghép. Mối ghép bằng đinh vít. Cấu tạo gồm có đinh vít là chi tiết có ren ngoài hai chi tiết ghép. Và để cố định mối ghép thì bắt buộc chi tiết bên dưới là chi tiết số 4 bắt buộc phải có ren trong để ăn khớp với đinh vít cố định mối ghép. Và để thực hiện mối ghép bằng bu lông các em quan sát nè. Chi tiết hai chi tiết ghép không cần có ren ha. Lấy thân của bu lông luồn qua lỗ của chi tiết ghép, sau đó đặt vòng đệm. Sau đó siết bu lông. Cô xin lỗi, sau đó là siết đai ốc. Và dụng cụ tháo lắp của bu lông và đai ốc thì chúng ta dùng dụng cụ nào? Ở bài số 20 á các em. Để tháo lắp mối ghép này chúng ta dùng dụng cụ nào? Đó là mỏ lết hoặc là cờ lê. Tiếp theo là cách thực hiện mối ghép bằng vít cấy. Vít cấy hai đầu có ren. Một đầu của vít cấy được ăn khớp với chi tiết nằm bên dưới là chi tiết số 4. Sau đó đặt chi tiết số 3 lên, đặt vòng đệm và tiếp tục là đến đai ốc, siết chặt đai ốc. Và cũng dụng cụ để siết chặt mối ghép này đó chính là cờ lê và mỏ lết. Mối ghép bằng đinh vít. Đinh vít là chi tiết có ren ngoài. Để cố định mối ghép thì phải ăn khớp với chi tiết nằm bên dưới là chi tiết số 4 bắt buộc phải có ren để cố định mối ghép. Và dụng cụ tháo lắp mối ghép bằng đinh vít dụng cụ tên gì các em? Đó là tua vít. Dùng tua vít để tháo lắp mối ghép này. Vòng đệm, người ta sử dụng vòng đệm ở mối ghép bằng ren, công dụng là để phân bố đều lực tác động và thứ hai là để tránh làm hỏng bề mặt chi tiết. Ứng dụng mối ghép bằng bu lông thì dùng để ghép các chi tiết có chiều dày nhỏ. Mối ghép bằng vít cấy thì dùng để ghép các chi tiết có chiều dày lớn.
Mối ghép bằng đinh vít thì dùng để ghép các chi tiết chịu lực nhỏ. Một số ứng dụng của mối ghép bằng rang. Trong cuộc sống chúng ta thấy có rất nhiều vật dụng có ứng dụng mối ghép bằng rang. Thì ở đây chúng ta thấy là có nè. Ở cổ xe đạp, trên xe đạp thì có rất nhiều mối ghép bằng rang ha. Cụ thể ở cổ xe đạp này là mối ghép bằng gì các em? Bu lông, vít cấy hay là đinh vít? Ở đây thì nhìn hình này, đây là mối ghép bằng đinh vít. Tiếp tục là cái chua cắm điện ha, thì cũng là mối ghép bằng đinh vít. Dụng cụ tháo lắp dụng vẫn sử dụng đó là tu vít để tháo lắp mối ghép này ha. Rồi cái quạt nè, ở cái quạt máy nè, quạt máy thì ở vị trí này cũng là mối ghép bằng đinh vít. Đây là ứng dụng của mối ghép bằng bu lông đai ốc. Cái dụng cụ cắt cây cành cây nè, thì ứng dụng đây có các mối ghép là mối ghép bằng đinh vít. Từ cái quạt mà được bắt muốn bắt cố định vào trong bức tường á, thì sử dụng mối ghép nào các em? Cũng là mối ghép bằng đinh vít ha. Mối ghép bằng rang được sử dụng trong rất nhiều các lĩnh vực như là trên máy bay, trên tàu thủy hoặc kết cấu dầm cầu. Đây là nội dung viết bài của chủ đề ngày hôm nay. Các em có thể dựa vào clip để viết bài hoặc là khi chúng ta học trên trang lớp học thì các em tải cái file Word về và in ra. Lưu ý các em nhớ viết bài ha, chúng ta phải có tài liệu, chúng ta phải có tài liệu của bài này hoặc là viết hoặc là in ra để chuẩn bị cho những bài kiểm tra. Chứ nếu mà các em không chuẩn bị tài liệu là ít hôm nữa khi đến kiểm tra các em sẽ không có tài liệu đâu. Cô không có đưa cái tài liệu đề cương cho các em đâu nha. Cô chỉ cho câu hỏi thôi. Còn phần soạn nội dung là của các em á. Mến chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo là bài mối ghép động.